Hello mọi người, xin chào. Đây là kênh của Dante Caramel nha. Hôm nay lại là một ngày rất là tuyệt vời đối với Dante, bởi vì nó cũng hết là cuối tuần này, nghỉ làm này. Và thứ hai, hôm nay mình đang ở hồ Cầu nha. Hồ này cách nhà Dante khoảng đi khoảng 20 phút thôi mọi người. Bởi vì hồ này nó gần nhà cho nên là đến đây câu cá cho nên thoải mái và cũng có chỗ ngồi để nướng thịt với gia đình nữa. Hôm Dante đi với mami của Dante để mà câu nha. Và hồ này thì cũng như là clip trước cái mọi lần đấy, mọi người đấy mà chưa xem clip trước Dante đi câu ở hồ này ấy, thì nhớ coi cái clip đó nha. Bởi cái video đó là Dante cũng đăng lên rồi. Thì hôm nay là Dante đi câu tiếp, bởi vì thời tiết hôm nay nó lạnh thì nó loại cá này là cá hồi vân đấy. Cá hồi vân mình gọi cá rainbow đấy, cá hồi vân đấy, thuộc vào giống lông cá hồi ấy. Thịt rất là thơm mà ngon. Và giống cá này là khi đến mùa lạnh rất là thích nghịch ngợm, và bây giờ cũng nằm gọi là thời tiết nó xuống rồi đấy. Cho nên hôm nay sáng sớm bây giờ là đi câu, sau đó thì là để xem ngâm hôm nay là công ngâm hôm nay là có được con cá nào không nhá. Dante đang chuẩn bị buộc lưỡi vào cần cho nên là mất một chút tí thôi. Chút thời gian thôi mọi người, đợi tí nha, xong tí là mình châm mồi vô xong mình quất xuống rồi mình ngâm. Hôm nay Dante cũng có mua củi nữa. Ấy da, khui xong. Hôm nay cũng mua củi để mà đốt, bởi vì hiện tại bây giờ khí hậu rất là mát, chắc là tầm 10, 11 độ thôi, tầm đó. Cho nên rất mát mẻ, cho nên cũng mặc kìa. Trong vậy thôi, cũng mặc hai lớp quần nhé. Nè, ba lớp áo này, một cái áo ba lỗ này, một cái áo dài này, hai tay này, rồi một cái áo này, cho có cái một cái áo khoác nữa. Nếu mà lỡ mà lạnh có thể mặc thêm áo khoác. Không thì giờ như này mặc như vậy cũng ấm người. Vừa để mình đi bộ từ bãi đỗ xe vô đây mất khoảng 20 phút đấy mọi người. Đi qua đường rừng này mà, cho nên rất là khỏe. Thì người bây giờ rất là phấn khởi, bởi vì hôm nay còn yên gió nữa. Khi mà gió yên ấy, thật sự là câu rất là vui luôn, bởi vì mình không thấy lạnh. Và có thấy mặt trời, cho nên mình có mang thêm đồ hôm nay, mang thêm đồ ăn nữa. Cùng mami hôm nay câu thi với mami xem ai được nhiều cá nhá mami. Ok. Cần của mẹ thì là mẹ quăng trước rồi. Tại vì tại cần của Dante sẽ từ sẽ sắp xong hôm nay hai mắt con câu thi xem ai được nhiều cá. Mà khi mà đều cá nhá thì mọi người đón xem ai sẽ thắng cuộc thi hôm nay nhá. Mà đã là đều cá vì mỗi người ba con chẳng hạn thì là sẽ cân xem con nó nặng ký nhất tổng cộng bao nhiêu ấy mọi người. Mọi người đoán xem hôm nay ai sẽ được đoạt giải, ai thua về nấu cơm. Yes. Má nói chuyện này quấn quá trời nên lộn tùm bẫy. No. Chứ rồi mami bây giờ là quần xuống nước rồi, hơn Dante đã được 5 phút rồi, nhưng Dante đang cuộc. Nhưng không sao. Quan trọng nhất là cá ai nặng đúng không hả? Mami có thể câu 3 con, mỗi con được hơn ký, mình chỉ câu 1 con được 5 ký là thắng. Sung sướng nha. Chơi gì kia này, cái loại cước này sao khó cuộc lắm. Cái cước này nó mềm phải không? Rất là khó cuộc, bởi vì khi quấn nó quấn hết lại. Còn giữ. Còn cái quấn kia, còn cái cước kia ấy, nó kiểu nó vẫn còn sự gọi là cứng của nó đấy. Nó làm cho mình có một cái hở đấy. Còn cước này gọi là cước ni lông đó mọi người. Nó rất là cước, nó chắc nhưng mà rất là mềm. Đó. Cước này ấy, mà dùng chì nặng mà quăng thì rất là xa, bởi cước rất là mềm. Nhưng mà muốn làm quấn này thì mình phải để là một cái miếng lỗ nhỏ nhỏ này thôi này. Thì nó được, không thì nó sẽ xít lại luôn. Xong xuôi được một bên, bây giờ còn bên nữa. Khi đã công ngâm á thì là hôm nay Dante sẽ để cước dài như này, cái này khoảng tầm mét đấy mọi người, hơn mét này. Đấy chưa, hơn mét, bởi vì là khi vào mùa lạnh, mùa mấy con cá này nó gọi là lên mặt nước nó nhảy chơi đấy, thì là mình phải để cước dài thêm tí, bởi vì nó hay lên mặt nước nó đi chơi đấy. Cái này thì nhanh 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 tí.
Wow, ôi, chưa gì đã bị mắc một rồi. Wow, lại nữa. Ok. Xong, chắc thế mồi. Mồi này là mồi Power Bait, sản xuất tại bên Mỹ, độc bản quyền riêng dành câu cá hồi, cá hồi và cá hồi vân. Cái mùi vị rất là nồng. Mồi nó sẽ nổi. Mồi này cá ăn là bụng không sao, bởi vì nó có thể phân hủy được, cho nên không sợ. Đó, cho 4 cục thôi cho nó nổi lên nhé. Hôm qua mình câu 4 cục. Xong. Cục chỉ. Đây. Nó cục chỉ đây. Chỉ đang tới xài là 25g thôi mọi người. Nó đủ xài đấy. Ok, bây giờ đến phiên Đan Tư cho ngâm mồi xuống. Mọi người thấy trời nắng đẹp không? Rất là đẹp luôn. Sai lầm, bởi vì cái lưỡi này nó hơi nặng cho nên phải cần thêm một cục. Nó bởi vì là cái lưỡi này đang trong cái lửa nên là nó hơi nặng một chút, cho nên là đang cần thêm một cục nữa thôi để cho nó nổi. Sau hai đầu đó nổi ngay này. Đấy mọi người, đây này, đó nó nổi cái này, nhưng mà ý là nó không phải nổi trên mặt nước đâu, mà có nghĩa là vì cái hồ này là 4 mét sâu đi, thì là cái cục cước đang tới hơn mét thôi, thì nó sẽ nổi ở gần giữa mặt biển ấy, thì là cá nó sẽ thấy, chứ không, nó không nổi trên mặt nước này đâu nhé, mà nó nổi ở giữa nước. Chứ là một cái cần như này ấy, ở bên thủy điện này bán mà cộng khoảng tầm 150 euro đó mọi người. Đó, nếu mà các bạn muốn biết giá là giá cần mà gọi cần xịn là xài được là tầm 100 cho đến 150 euro là được một cần như trang này này. Còn bạn nào muốn mua cần đắt hơn ấy, thì nó có thể trả tiền mua lại khác. Mà đang thấy câu cá mà câu cái quả cần này là rất là vừa tay rồi. Bùm. Chắc tầm có đến 30 mét không? Tầm đó. Ok, xong. Bây giờ đang tê để xuống đây, rồi là gắn cái chuông vô thôi. Anh lấy cái chuông. Gắn chuông này, khi nào có chuông, khi nào có cá thì nó sẽ kêu. Mình gắn trên đầu cần này phải không? Khi nào có cá nó sẽ kéo cần mình xuống thì nó kêu. Mình chỉ ngồi chơi rồi là hưởng không khí thiên nhiên và ăn gì đó hoặc là làm gì đó. Nói chung là khi nào có cá thì nó sẽ kêu. Ok mọi người, tí nữa là khi có cá thì Dante sẽ quay cho mọi người xem nữa. Chứ bây giờ mình mà cứ để quay suốt này thật sự không biết khi nào có cá, bởi vì hồ này nó rộng lớn ấy.
lúc may mắn ấy, thì là may ra trong vòng 15 phút thì được cá, không may mắn ấy, thì là 1-2 tiếng cũng chỉ được cá. Đấy, nói chung là hên xui nhé. Ok. Chờ đợi mấy tiếng bây giờ được con cá rồi. Nào đây. Mẹ hớt cá không mẹ? Hớt cá nè. Đấy, trời ơi, cứ từ từ mà kéo, đừng có căng quá. Ê, mày đứng cẩn thận ngã nha. Ui. Nó chạy, nó chạy, nó chạy. Mày cứ đứng nghe, nó kéo lại cho mẹ mà. Đừng đứng nó ngã. Để cho nó mệt đó mọi người, để cho nó mệt rồi nó
Yes. Yeah. 1-0 cho Dante. Yes. Dante được một con. Ok. Dante được một con. Dante lúc đi. Ui. Sao để đây. Em này cũng không có to với mọi người. Nó cũng nhỏ nhỏ, con này chắc tầm 8 lạng. Tầm 8 lạng thôi. Đây là tốt đi rồi. Wow, đẹp chịu quá. Khi nó bóng đẹp bên này mọi người. Đan cũng sâu lắm ấy. Thôi bây giờ Dante cho em mới ngủ mới giấc. Đó rồi, mấy em ngủ rồi, cho một giấc ngủ luôn. À, mình sẽ lấy cái kim. Con ăn sâu rồi. Cũng đây kim cho mình ấn xuống. Đó, xong rồi mình lấy lên. Rồi ăn sâu lớn. Sau đó tôi chưa không bị tí lưỡi đâu luôn. Sau đó quá sâu nên là lấy mồm mà lấy mang thôi. Rồi mọi người, khi Dante lấy cái lưỡi ra xong rồi thì Dante phải đi phiên lên nó nhé. Trước khi phiên lên Dante phải cho cần xuống nước đấy. Mồi mình vẫn còn, mình vẫn dài được nhé. Con nổi, con này dài được. Okay. Đó, mình bắt lấy thôi, mình đem. Cắn cái cước nha. Thường nhà mình cũng phê lê mà, cho nên mình phê lê tại đây luôn nhé, cho mình mang về nhà mình đỡ cần phải phê lê. Đó, tại vì ở đây họ cho mình một cái bàn phê lê để mình đã phải làm sẵn, xong mình có thể vứt những cái lỏng ruột nó xuống đây để cho ở đây có chim, mà chim họ sẽ ăn. Vậy mình đã cần phải làm ở nhà mình, làm đây luôn cho nó nhanh gọn lẹ. Ok. Đẹp đỉnh nha. Trơn thế. Ok. Chuột thịt đây mọi người. Hôm nay mình bỏ đi. Đó, xong bắt trong đậy. Vậy thì là chim họ thấy họ rất là ăn. Các bạn mình dùng những cái từ là cá cắn mọi người. Cái chuột nó kêu làm đang ấy dần là ngừng lại luôn. Mắc cười. Nói chung cái tiếng chuông này mọi người biết không, khi ra đây cái tiếng chuông của mình nó làm cho mình tinh thần mình nó sảng khoái ấy. Nghe nó cũng thích. Kiểu đang ngồi xem kênh trên mạng xã hội sao tiếng thấy cái nghe cái tiếng chuông này còn gió thổi không phải là cá cắn. Mắc cười. Chết rồi, con này hơi bị lỡ lộ.
sủ. Một miếng nhỏ. Wow. Mọi người thấy không? Thân dẫy. Ghê. Kiểu này là đêm nay nó theo mình về đấy. Kiểu này cá đêm mới theo mình về rồi. Em cá còn sống xanh nhai răng lắm. Gần xương tí đó. Yeah, mày. Xong xuôi. Được hai miếng phi lê nhỏ nhỏ. Còn cái này mình để. Đó mọi người thấy chưa? À. Cá hồi vân nó. Chara. Mong sao đợi được thêm một hai con nữa mang về thì là sẽ mình sẽ làm chả cá. Yeah. Bây giờ là cuộc thi là Dante được 1-0 nha. Ok. Còn mẹ đâu rồi? mẹ mình đứng mãi với cái thông kìa. Sao gấp cái thông để đổi hướng. Dante thì vẫn đứng ở cái mỏm đá này. Ok, tí nữa là quay tiếp cho mọi người xem. Cầu mong sao được thêm cá cho mình coi nha. Mình có con cá rất là thích, rất là đẹp. Ăn rất là bổ, nhiều chất omega. Và mình rửa tay thôi.